Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 9 của trang web olm.vn Ở bài giảng lần trước ta đã được tìm hiểu về điều kiện để hai đường thẳng trùng nhau, song song hoặc là cắt nhau Cô cũng đã nói hệ số A còn có một ý nghĩa hình học quan trọng mà bài ngày hôm nay ta sẽ cùng nói tới Vậy ý nghĩa đó là gì? Ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài 5 hệ số góc của đường thẳng Y bằng A H cộng B với A khác không Trong bài này, ta sẽ nói về khái niệm góc tạo bởi đường thẳng và trục OX, đồng thời nêu ra khái niệm hệ số góc của một đường thẳng. Từ đó, ta sẽ thấy được quan hệ giữa hệ số góc và góc tạo bởi đường thẳng Y bằng I cộng B với trục OX. Phần 1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng Đầu tiên, cô nói về góc tạo bởi đường thẳng và trục OX. Đây là trục OX, đây là OY. Cô sẽ vẽ một đường thẳng Y bằng ái cộng B, trường hợp này là A lớn hơn 0. Sau đó cô sẽ lấy giao điểm của đường thẳng với trục OX. Tiếp theo lấy một điểm T có tung độ dương ở trên đồ thị của hàm số này. Vẽ TAT -t và TAX thì khi đó góc TAX là góc alpha sẽ được gọi là góc tạo bởi đường thẳng y bằng ax cộng b với trục ox. Tương tự như thế với trường hợp a nhỏ hơn 0 thì sao? Cô có đường thẳng như thế này, chúng ta cũng sẽ lấy điểm a là giao điểm của đường thẳng với trục ox, lấy điểm t có tung độ dương thuộc đồ thị hàm số. Khi đó, góc giữa tia AT và tia AX, tức là góc TAX, sẽ là góc alpha và là góc tạo bởi đường thẳng này với trục OX. Như vậy ta có góc alpha là góc tạo bởi đường thẳng y bằng ai cộng b với a khác không với trục OX. Trong trường hợp này thì đây không phải góc tạo bởi đường thẳng này với trục OX và đây cũng không phải góc tạo bởi đường thẳng này với trục OX. Sau đó cô nêu ra khái niệm hệ số góc. Nhìn hình vẽ này, Cô vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho, ta sẽ cùng di chuyển để thấy rằng mọi đường thẳng song song với đường thẳng đã cho thì đều tạo với trục OX một góc bằng với góc này. Tương tự ở trong trường hợp này cũng như vậy, chúng ta thấy là mọi đường thẳng song song với đường thẳng này thì đều tạo với trục OX một góc alpha. Vậy thì từ đây ta nhận xét là các đường thẳng song song sẽ tạo với trục OX những góc bằng nhau. Mà ở bài trước ta đã biết là gì? Những đường thẳng song song sẽ có chung hệ số A. Vậy thì các đường thẳng có cùng hệ số A, trong đó A là hệ số của x, tức là đường thẳng y bằng A cộng b đó, sẽ tạo với trục OX các góc bằng nhau. Đó là kết luận của phần này. Bây giờ các con hãy cùng nhìn vào hình. Ở đây cô có các đường thẳng là y bằng 0,5x cộng 2, y bằng x cộng 2 và y bằng 2x cộng 2. Đây là đồ thị của các hàm số này. Có ký hiệu alpha 1, alpha 2 và alpha 3 là góc tạo bởi các đường thẳng trên với trục OX. Các con hãy so sánh góc alpha 1, alpha 2 và alpha 3 và các hệ số A tương ứng. Từ hình vẽ này, ta thấy là góc alpha 1 sẽ nhỏ hơn góc alpha 2, nhỏ hơn góc alpha 3 và nó sẽ nhỏ hơn 90 độ. Còn với hệ số thì không nhỏ hơn hệ số 0,5, nhỏ hơn hệ số 1 và nhỏ hơn hệ số 2. Vậy thì ta sẽ suy ra được là khi hệ số A lớn hơn 0 thì góc tạo bởi đường thẳng Y bằng A cộng B với trục OX sẽ là góc nhọn. Hệ số A càng lớn thì góc sẽ càng lớn nhưng góc này sẽ luôn luôn nhỏ hơn 90 độ. Tương tự như thế, các con hãy cho cô nhận xét với trường hợp A nhỏ hơn 0. Đây chính là hình vẽ minh họa. Cô có các góc là beta 1, beta 2 và beta 3. Hình bên thì biểu diễn đồ thị của các hàm số y bằng âm 2x cộng 2, y bằng âm x cộng 2 và y bằng âm 0,5x cộng 2. Các con hãy làm bước tương tự là so sánh các góc beta 1 tới beta 3 và các hệ số A tương ứng. Ở đây ta thấy rằng beta 1 sẽ nhỏ hơn beta 2, nhỏ hơn beta 3 và sẽ nhỏ hơn 180 độ. Còn hệ số âm 2 thì nhỏ hơn âm 1 và nhỏ hơn âm 0,5, chúng đều nhỏ hơn 0. Vậy thì các con hãy rút ra kết luận giống như là ở phần trước với trường hợp A nhỏ hơn 0. Ta sẽ cùng kết luận nhé. Khi hệ số A nhỏ hơn 0 thì góc tạo bởi đường thẳng Y bằng AX cộng B với trục OX sẽ là góc tù. Hệ số A càng lớn thì góc sẽ càng lớn nhưng góc đó luôn luôn nhỏ hơn 180 độ. Từ đây chúng ta thấy rằng hệ số A sẽ có mối liên hệ với góc tạo bởi đường thẳng và trục OX. Với ý nghĩa đó thì A có tên gọi riêng, ta có định nghĩa đường thẳng Y bằng AX cộng B với A khác không sẽ có hệ số góc là A. Khi B bằng 0 thì đường thẳng trở thành Y bằng AX, khi đó A vẫn được gọi là hệ số góc của đường thẳng này. Đây là định nghĩa về hệ số góc và các con cần phải nhớ. Phần thứ hai cô sẽ nêu ra ví dụ. Cô cho hàm số y bằng bái cộng 2, hãy vẽ đồ thị của hàm số. Sau đó, tính góc tạo bởi đường thẳng trên với trục OX. Ta cùng đi giải bài toán này. Vẽ đồ thị của hàm số y bằng bái cộng 2, ta đã thuộc thao tác rồi. Trước hết cho x bằng 0 thì y bằng 2, cho y bằng 0 thì x bằng âm 2 phần 3. Ta sẽ vẽ hệ trục tọa độ. Sau đó đánh dấu các điểm, điểm đầu tiên là âm 2 phần 3 không, điểm thứ hai là không 2. Sau đó nối hai điểm này bằng đường thẳng, thì đường thẳng ấy là y bằng bái cộng 2. Câu B, tính góc tạo bởi đường thẳng này với trục OX. Để tính góc, trước hết ta xác định góc đó là góc nào. Đây là trục OX, đây là giao điểm của đường thẳng. Lấy một điểm T có tung độ dương như vậy chúng ta có thể lấy ở phần phía trên này. Sau đó thì tìm góc giữa tia AT với tia OX, ta thấy ngay đó là góc này. Góc này sẽ được tính như thế nào? Ta biết đây là tam giác vuông, vậy thì ta suy ra được ngay là tan alpha sẽ bằng đoạn này trên đoạn này. Đoạn này thì bằng 2 và đoạn này thì bằng 2 phần 3, vậy thì tan của alpha là 3. Từ đó, độ lớn của alpha sắp xỉ khoảng 71 độ 34 phút. Đó là một ví dụ để tính góc tạo bởi đường thẳng với trục Ox. Vậy là ở bài giảng ngày hôm nay cô đã giới thiệu tới các con về khái niệm hệ số góc cũng như thể hiện mối liên hệ giữa hệ số góc với góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox. Chúng ta cũng đã làm một số bài tập để tìm góc này. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng. Nếu thấy bài giảng hay và hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh học trực tuyến OLM để có thể cập nhật những video mới nhất. Hẹn gặp lại các con.